Thuốc kích thích ăn cho trẻ được xem là trợ thủ đắc lực cho các bà mẹ trong xã hội hiện nay. Ngày nay có nhiều loại thuốc được sản xuất với công dụng này. Ở video dưới đây tôi sẽ giúp mẹ có các lựa chọn thuốc bổ kích thích ăn cho trẻ được các chuyên gia tin dùng để sử dụng cho bé nhà bạn. Với trẻ biếng ăn hay lười ăn mẹ dùng cách dỗ con như cho con xem TV. Điện thoại hay nịnh dỗ ngọt treo thưởng cho con, thậm chí la mắng trẻ đều là phương pháp hoàn toàn sai. Để khắc phục tình trạng biếng ăn và lười ăn ở trẻ lựa chọn tốt nhất của mẹ là nên sử dụng các sản phẩm thuốc bổ kích thích ăn cho trẻ để trẻ có thể ăn được nhiều cơm mà không cần tác động gì cả. Các loại thuốc bổ kích thích ăn cho trẻ được bác sĩ khuyên dùng nên bổ sung cho bé sớm là một thuốc bổ kích thích ăn cho trẻ là men tiêu hóa Amano Enzyme Gold. Ưu điểm của sản phẩm này được bào chế dưới dạng cốm rất tiện sử dụng và hương vị thơm kích thích làm trẻ cảm thấy hứng thú khi dùng. Thuốc bổ này giúp bổ sung các vi chất cần thiết cho trẻ như canxi, kẽm, quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ. Đặc biệt vi chất kẽm có tác dụng kích thích ăn ngon, cải thiện tình trạng biếng ăn ở trẻ. Kẽm là thành phần có chứa trong hơn 300 loại enzyme khác nhau có vai trò quan trọng trong tổng hợp và phân giải các chất đạm và axit nucleotide bên cạnh đó giúp điều hòa vị giác của cơ thể, làm tăng cảm giác ngon miệng. Từ đó tăng cường khả năng hấp thu các chất cũng như làm lành hệ thống miễn dịch và phát triển chiều cao, trí não ở trẻ. Vì thế khi cơ thể bị thiếu vi chất này sẽ thường có cảm nhận không ngon miệng và chán ăn. Ngoài ra men tiêu hóa này còn là một sản phẩm chứa nhiều vitamin như vitamin nhóm B, B1, B2, B6, B12. Có vai trò quan trọng liên quan đến quá trình trao đổi chất, tạo máu và chuyển hóa năng lượng cho bé vì vậy nó có khả năng kích thích trẻ ăn ngon do kích thích hấp thu glucid tăng tạo cảm giác thèm ăn và ăn ngon miệng ở trẻ. Men tiêu hóa Amano Enzyme Gold còn giúp bổ sung các lợi khuẩn và enzyme tiêu hóa giúp tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Tăng hấp thu các chất dinh dưỡng ở bé, hỗ trợ và điều trị các rối loạn đường tiêu hóa gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, khi bổ sung men tiêu hóa này sẽ giúp trẻ phát triển tốt và có nhiều năng lượng để học hỏi và vui chơi. Loại thuốc này có thể sử dụng cho bé từ 6 tháng tuổi trở lên thuốc bổ kích thích ăn cho trẻ là kẹo lợi khuẩn Kids Probiotic Ưu điểm của sản phẩm này chính là bào chế dưới dạng viên kẹo sô cô la chứa hàng tỷ lợi khuẩn. Chúng có tác dụng làm cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột cho bé và có thể tạo được cảm giác thèm ăn ở trẻ, giúp trẻ ăn ngon miệng hơn. Việc bổ sung lợi khuẩn có tác dụng như một hàng rào bảo vệ sự tấn công của các chất độc hại, tăng cường hệ miễn dịch của trẻ, giảm bớt rối loạn tiêu hóa. Lưu ý sản phẩm được dùng cho bé từ 4 tuổi trở lên. Thuốc bổ kích thích ăn cho trẻ là Siropedia poly. Chỉ với bữa ăn hàng ngày thì có thể chưa đủ để cung cấp đủ các vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể của bé, đặc biệt các giai đoạn bé chuyển chế độ ăn từ dạng lỏng sang dạng đặc. Vì vậy thuốc bổ dạng siro này giúp tăng khả năng hấp thu và tăng cường sức khỏe cho bé. Giúp trẻ ăn ngon miệng, chỉ cần uống siro Pediapoli bạn đã cung cấp cho bé đủ 9 loại vitamin cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ trong giai đoạn quan trọng từ 0 đến 4 tuổi. Bổ sung thuốc bổ kích thích ăn cho trẻ Pediapoli giúp trẻ không những phát triển chiều cao, cân nặng mà còn cả trí tuệ nữa. Thuốc bổ kích thích ăn cho trẻ Baby Plex. Đây là sản phẩm được sản xuất và dùng riêng cho trẻ từ 0 đến 4 tuổi đang mắc phải tình trạng biếng ăn, chậm hấp thu để kích thích ăn và tăng khả năng hấp thu ở trẻ. Ưu điểm của sản phẩm là sự bổ sung đầy đủ các vitamin và có nguồn gốc 100% từ tự nhiên, không chứa đường, không có kim loại nặng nên không gây ra các ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa của bé. Đồng thời nó giúp đảm bảo lượng men vi sinh có lợi trong đường ruột từ đó làm tăng khả năng hấp thu và sức ăn ở trẻ. Chú ý khi sử dụng sản phẩm này nên trước khi ăn 15 đến 30 phút vào bữa sáng là tốt nhất để bé có thể hấp thu các chất dinh dưỡng trong cả ngày hoặc có thể uống vào bữa trưa. Mẹ có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ khi dùng sản phẩm này. Thuốc bổ kích thích ăn cho trẻ Pediakid Appetite Tonus đây là loại thuốc được các bà mẹ trên khắp thế giới rất là yêu thích bởi nó giúp cải thiện nhanh các triệu chứng biếng ăn ở trẻ. Siro có bổ sung loại tảo spirulina giàu năng lượng và các axit amin như valin, liin, chiptopen thúc đẩy cho quá trình phát triển xương ở trẻ. Nó cũng chứa nhiều các vitamin giúp tăng cường hệ miễn dịch cho bé năng động khỏe mạnh hơn. Đặc biệt nó giúp trẻ ăn ngon và hệ tiêu hóa tốt hơn. Ưu điểm của sản phẩm này mang đến là sự hấp thu nhanh thức ăn và là cho bé cảm giác đói và thèm ăn nhờ cân bằng lợi khuẩn đường tiêu hóa. Thành phần của sản phẩm hoàn toàn từ tự nhiên được trải qua quá trình nghiên cứu và sản xuất nghiêm ngặt từ nhà sản xuất mang đến một sản phẩm an toàn hiệu quả đến với trẻ nhỏ từ 6 tháng tuổi trở lên. Ngoài ra cũng còn rất nhiều các sản phẩm khác có thể giúp kích thích ăn cho trẻ đến từ nội địa như siro ăn ngon Hoa Thiên, dù lựa chọn sản phẩm thuốc bổ kích thích ăn cho trẻ loại nào thì mẹ cũng cần chú ý lựa chọn sản phẩm phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Nhìn chung các thuốc bổ kích thích giúp trẻ ăn ngon đều chứa các thành phần vitamin và khoáng chất như kẽm Vitamin B, lysine cũng có thể có chứa các loại enzyme hay lợi khuẩn đường tiêu hóa. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình. Khi cần được tư vấn, hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo